Trời ơi, hôm nay ngồi thiền nữa kìa. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm được con già đi. Bắt luôn. Là trong bộ phim. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú. Cái bên chỗ cũ. Hôm nay ngồi thiền nữa kìa. Yoga hả? Biết yoga không vậy? Biết sao biết. Trời ơi. Nãy tập bao lâu rồi? Hít thở không khí trong lành. Đúng không? Bữa giờ hôm qua nay tự nhiên bị đau cái lưng á. Vậy hả? Tập. Gì? Nhưng gia đình tôi có ý đồ gì đây? Đâu có ý đồ gì đâu. Thấy trên Amazon có đồ này không biết cần không? Chỏ cái gì hả? Alo, xin kính chào quý vị. Hôm nay ngoài trời nắng mát, gió thổi đông đưa. Cái chuông gió này nó kêu quá nè. Hôm nay chào tất cả mọi người. Bây giờ là 2 giờ 45 phút của ngày 28 tháng 4 năm 2020. Hồng Loan xin thông báo cái tình hình dịch bệnh của ngày hôm nay là ca bệnh ở Mỹ 1.029.878 người bệnh. Số người mất đi là 58.640 và số người được chữa khỏi là 140.138 người. Vậy là từ hôm qua tới giờ thì số người được chữa khỏi là khoảng 2.000 mấy người thôi. Mà ca bệnh thì vẫn còn tăng rất nhiều, 20 mấy ngàn đó thưa quý vị. Nhưng mà cái số người chết á, số người chết cũng hơn 2.000. Như vậy mà có rất là nhiều tiểu bang họ đã mở cửa thưa quý vị. Và họ mở cửa luôn cả nhà hàng nữa. Nhưng mà họ vẫn nói là mở nhà hàng nhưng mà phải giữ khoảng cách với nhau. Thì giờ mình hỏi đi vô nhà hàng ngồi ăn uống mà giữ khoảng cách thì ai sẽ là người kiểm tra cái chuyện đó, đúng không? Thì bây giờ nếu mà những cái tiểu bang nào mà có chúng ta ở thì chúng ta hãy cố gắng tự mình phải bảo vệ mình thôi. Bây giờ thì có rất là nhiều nơi bắt đầu mở cửa. Thì điều quan trọng mà Hồng Loan xin nhắc nhở đến tất cả quý vị á, là nếu mình không muốn bị nhiễm bệnh thì trước tiên là mình phải khỏe. Mình phải uống đầy đủ vitamin. Đó, Hồng Loan sẽ đưa quý vị coi cái Zinc C mà Hồng Loan đã nhắc quý vị. Hôm qua cũng có vài bạn hỏi cái thuốc đó. Thì bây giờ Hồng Loan xin nhắc lại luôn. Zinc C, đây là Zinc C. Rồi ngoài ra thì mình phải uống nhiều vitamin C và ngủ cho đủ giấc. Nói ngủ cho đủ giấc chứ hả? Loan với Lộc không bao giờ ngủ đủ. Cứ quen rồi, cứ tối là thức khuya cho nên ngủ không có đủ. Nhưng mà nếu mà chắc chuẩn bị mình phải cố gắng mình ngủ cho đầy đủ. Đúng để rồi. Cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh để mình khó bị lây nhiễm hơn. Thì đỡ nhiều hơn á quý vị, đi ra ngoài cũng có phần yên tâm hơn. Ngoài cái việc mình phải đeo mask, mình phải đeo bao tay, mình phải cách xa mọi người thì mình phải có đầy đủ sức khỏe nữa thưa quý vị. Nhưng mà dứt khoát những người già lớn tuổi mà có bệnh thì đừng nên đi ra đường. Hồng Loan nghĩ thôi, phải cố gắng đi, cố gắng cho đến vài tháng nữa đó nha quý vị. Những người lớn tuổi thôi, còn những người trẻ như tụi mình thì khi mà mở cửa thì bắt buộc mình phải trở lại công việc, mình phải đi làm, thì cố gắng uống thuốc giữ gìn sức khỏe để cho chúng ta có kháng thể tốt thôi quý vị ha. Một ngày Lộc với Loan uống chắc cũng một người chắc phải 10 viên thuốc. hồi lúc trước cứ cười những người lớn tuổi một chút á, nói trời ơi sao uống thuốc gì dữ vậy, cái bụng. Trong khi giờ mình cũng vậy thôi, ngày uống một người cũng phải 10 viên thuốc đó quý vị. Hy vọng như vậy thì mình có đầy đủ kháng thể, chứ giờ đâu biết làm sao giờ, không? Ừ. Hôm nay Hồng Loan xin nhắc lại cái vấn đề tiền hỗ trợ của nhà nước mà 1.200 cho mỗi người lớn và 500 cho con nít đó. Thì tới giờ này cũng có nhiều người chưa nhận được. Thì Hồng Loan xin được update nó như thế này, là hàng triệu người Mỹ vẫn chưa nhận được ngân phiếu trợ cấp của chính phủ 3 tuần sau khi chương trình trợ cấp
thiệt hại kinh tế được chuẩn thuận. Sở thuế IRS loan báo đã gửi đi 158 tỷ cho 88 triệu người. Riêng ở California là gửi ít nhất là 15,8 tỷ cho 9 triệu mốt dân cư. Và Bộ Tài chính cho biết là vào thứ Sáu là họ sẽ đang gửi ra được rất là nhiều chi phiếu nữa. Và trong tuần này và tuần tới thì hy vọng là tất cả chúng ta sẽ nhận được tiền. Thì cái đợt cuối cùng là ngày 4 tháng 5 đó thưa quý vị. Thì hiện tại bây giờ quý vị hãy lên cái trang web của IRS và mình click vô cái chữ là Get My Payment. Đó, click vô đó, mình sẽ ghi ngày tháng năm sinh, số social, địa chỉ nhà. Thì họ sẽ hiện lên cái hàng chữ là check của mình sắp gửi đi hay đã gửi đi. Và cho mình biết cái thông tin là mình đã được gửi tiền hay là chưa. Cũng báo quý vị tin mừng là Hồng Loan mới vừa lên check tức thì cái social của ba đó thì tiền là ngày 1 tháng 5 thì ba Hồng Loan sẽ được cái check chuyển đi. Bữa giờ cũng đợi quá. Một vấn đề này Hồng Loan cũng nhắc quý vị á, là hôm bữa đó Hồng Loan khai thuế nè, rồi với lại ba cũng khai thuế luôn, hai hồ sơ riêng nhưng mà cùng chung một cái checking account. Thì của Hồng Loan á, thì họ gửi thẳng về checking account cho Hồng Loan. Còn của ba mẹ đó thì có lẽ là cái checking account của Hồng Loan đóng thuế cho ba mẹ, cho nên họ không có gửi vô cái checking đó mà họ in hoặc mail về cái địa chỉ. Bởi vậy cho nên mình phải đợi hơi bị lâu. Có một thông tin nữa là công ty Norwell Health thì họ nói cái thuốc mà trị ở chua của họ đó thì nó có tác dụng rất là tốt về trị bệnh corona, COVID-19 này. Dạ, cái thuốc đó tên là Famotidine. Thì là họ nói là cái thuốc này đã được bắt đầu sử dụng ở New York đó là từ ngày 7 tháng 4. Thì cho tới ngày hôm nay họ cho thấy là kết quả rất là khả quan. Họ đã thử trên 1.147 người, mà trong số người đó đó là có khoảng 178 người là có triệu chứng nặng đó thưa quý vị. Thì họ cũng nói là rất là khả quan đó. Nó khi mà cái thuốc đó vô người á thì nó ngăn chặn sự sinh sôi nảy nở của cái con virus. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới thì sẽ có thông tin như thế nào về cái thuốc này. Thì cái thuốc này họ cũng chỉ mới có thử nghiệm và vẫn chưa được approve thưa quý vị. Như vậy là tạm thời chúng ta cũng có được một vài thuốc để mà sử dụng để chữa bệnh này, mặc dù là chưa có cái thuốc nào đúng để mà chữa trị cho COVID-19 hết. Nhưng mà có là mừng rồi ha. Dạ. Một niềm hy vọng mới đó. Và trong khoảng thời gian gần đây á, thì ở bên châu Âu á, như là Ý với Anh á, thì họ nghiên cứu ra được một cái này, có nghĩa là trẻ em mà khi mà bị nhập viện vô vì cái bệnh COVID-19 đó thì bị những cái biểu hiện triệu chứng như là nóng sốt rồi nổi ban khắp người rồi còn bị sưng cái động mạch tim nữa. Thì cái triệu chứng đó nó giống như cái bệnh Kawasaki disease. Họ thấy sao mà lạ quá. Mới đầu thì khi mà nhập viện người ta tưởng là cái bệnh đó, nhưng mà khi mà thử COVID-19 thì lại là dương tính với lại COVID-19. Thì hiện tại bây giờ họ cũng đang nghiên cứu coi là nó có liên quan gì với nhau không. Thì cái bệnh mà Kawasaki disease này thì thường là bị cho những đứa bé mà dưới 5 tuổi. Nhưng mà hiện trạng bây giờ những đứa mà bị COVID-19 mà có biểu hiện của Kawasaki disease là từ 6 tuổi cho tới 12 tuổi. Cũng rất là nguy hiểm, nó sưng cái động mạch của tim đó, nó cũng là nguy hiểm lắm. Kawasaki sao giống tiếng Nhật quá ha. Kawasaki Honda Toyota này nó đó. Và sắp tới đây thì các tiểu bang cũng mở cửa rất nhiều và những business nhỏ giống như là những tiệm nail của chúng ta thì cũng sẽ mở cửa. Thì Hồng Loan xin nhắc nhở quý vị là chúng ta nên có những cái face shield ngoài đeo khẩu trang, thì mình có những cái face shield để bảo vệ cho mình và khách hàng, rồi những cái vách ngăn mà khi mà ngồi làm chân, rồi cái bàn mà làm tay đó, mình cũng phải gắn những cái vách ngăn luôn để mà bảo vệ hết cho mọi người. Mà vấn đề quan trọng nữa đó là khi mà khách hàng vô thì quý vị nên nhắc nhở khách hàng phải đeo mask. Nếu như ở tiệm mình có thì mình nên chuẩn bị một số mask để cho những người mà họ không có đeo mask, họ vô họ làm họ phải đeo
để bảo vệ, mình phải nói là bảo vệ cho khách hàng và bảo vệ cho nhân viên của mình luôn hả quý vị ha. Hiện tại giờ thì mấy cái tiệm nail ở tiểu bang xa hoặc là mấy tiệm bay gần gần đây cũng có, thì họ đã gắn những cái vết ngăn bằng kiến mica đó quý vị. Thấy làm hay lắm, thấy rất là chuyên nghiệp lắm. Họ làm tự làm hoặc là họ order trên mạng. Thì như là có ông anh á, ông anh ở tiểu bang ở Florida hả? Ảnh tự làm nha quý vị. Ảnh vô Home Depot, ảnh mua những cái miếng mica mà của Home Depot đó, rẻ lắm, không có mắc. Xong rồi ảnh mới là lấy máy cắt, ảnh cắt cho cái lỗ đủ tay chọt qua mà nó thoải mái nữa. Còn cái chỗ mà bán thì cái lỗ nó nhỏ. Nói chuyện mới cười. Sorry. Cái lỗ đủ tay chọt qua thôi. Mà vô duyên quá. Tôi nói chuyện. Tôi mất cười. Xin lỗi quý vị, tại vì nhiều khi mình nói những cái từ ngữ đừng có nghe hiểu cái nghĩa khác. Cái hiểu nghĩa đen thôi nha. Thì đó cái lỗ mà nó đủ rộng để mà cái người làm nail á, người ta thoải mái người ta làm, nhưng mà nó đủ khoảng cách an toàn để khách không có văng nước nói chuyện, không có văng những cái virus vô mặt người ta. Với lại quý vị nhớ là cái tiệm của mình á, cái này là theo suy nghĩ của Hồng Loan thôi, mình nên mở cửa cho nó thoáng, cho không khí nó luân chuyển, để mà nếu lỡ như có ai ác xì hay ho hay gì đó thì virus nó luân chuyển, nó bay đi chứ nó không có vô bám vô. Nếu trên không khí thì nó mau chết, nhưng mà nó bám vô mặt bàn, mặt ghế này nọ thì nó sống rất là lâu. Quý vị nhớ nha quý vị. Thì nếu mà ai mà ở Florida đó mà muốn làm cái khung kiến mà như vậy đó, thì có gì nếu mà cần thì liên lạc với Lộc đi, Lộc cho cái số điện thoại của bên anh bạn, ảnh có thể là ảnh cho người tới làm luôn. À vậy hả? Giá rất là rẻ, 40 mấy đồng một miếng thôi. Rồi có cái miếng ngăn giữa mấy cái ghế spa luôn có phải không? Có chân kéo, ảnh nói là ảnh sẽ làm, ảnh có chân kéo. Rồi khi mà có nghĩa khách, là mình không cần nhiều lắm. Có khách thì mình kéo mình ngang qua thôi. Nhưng mà ở ngoài nhìn vô đó quý vị là không có thấy cái miếng luôn nha, trong suốt, nhìn nó đẹp lắm. Quý vị nhớ nha, khi mà mình làm cái đó thì một là mình kiếm những người Việt Nam mình đặt hàng mình làm. Đừng có mua đồ Made in China nha quý vị. Nói về Made in China đó thì mới vừa đây ở bên Ấn Độ đó, họ đặt bên Trung Quốc là 500.000 cái kit thử nghiệm. Thì khi mà họ thấy quảng cáo gửi mẫu hàng họ thấy tốt thì họ đặt, nhưng mà sau đó thì họ biết được nhiều nơi nhận được cái kit đó là đồ quá tệ cho nên họ cancel. Và may mắn là họ chưa có trả một cái phần tiền nào cho Trung Quốc hết đó. Quý vị biết không, ở bên ông ngoại trưởng Úc đó, ông vẫn kêu gọi là mọi người giống như là phải tố cáo Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc nó hăm dọa nó sẽ làm cho nguy hại tới nền kinh tế của nước Úc bằng cách là người Trung Quốc sẽ không sử dụng hàng của Úc, rồi người Trung Quốc sẽ không đi du lịch qua Úc. Hiện tại bây giờ là Trung Quốc nó đi du lịch và du học qua Úc rất là nhiều, mặc dù nó hăm dọa vậy, nhưng mà bây giờ thật sự là Hồng Loan nghĩ là ở đâu ta cũng nghĩ thà người ta bị tổn hại một chút về mặt kinh tế còn hơn là bị tổn hại về mặt sức khỏe và con người, đúng không quý vị? Như vậy là nhớ nha, xài hàng cố gắng, bây giờ mình cố gắng hết sức thôi, tránh xa Made in China. Nhiều khi có những mặt hàng mình không kiếm được, Hồng Loan hiểu là bắt buộc mình phải sử dụng, với lại nó hơi cao giá nếu như không phải là Made in China, nhưng mà chúng ta cố gắng tập cái thói quen để không sử dụng Made in China nha quý vị. Rồi giờ mình chuyển qua đi, mình kể chuyện vui ha. Có một cái cô y tá của làm trong bệnh viện ở New Jersey đó, thì khi mà hàng xóm biết mà cô làm ở đó thì người ta hẹn nhau, người ta đến, người ta chạy ở phía trước nhà cô, người ta cảm ơn và người ta chúc mừng. Chắc có cuộc hẹn là kêu cô phải bước ra ngoài để tạo surprise vậy đó. Cô nhìn cái hình ảnh này cô xúc động quá trời luôn. Cô cũng muốn khóc luôn ha. Dạ cô muốn khóc luôn. Khóc luôn nè.
Nhìn dễ thương ha, những người này bây giờ là đáng được hưởng những cái niềm vui tinh thần như vậy đó thưa quý vị. Vừa qua Hồng Loan cũng được nghe là có một cô bác sĩ ở bên New York đó, và cổ đã làm ở trong UCI mà không hiểu sao cổ lại tự giận chết. Chắc có lẽ là bị stress quá hay sao, có nghĩa là thấy những cái hình ảnh những người bệnh rồi những người chết mà quá đau đớn, quá đau khổ, cổ không chịu nổi rồi tự nhiên stress quá làm cho cổ tự giận. Thì hiện bây giờ vẫn trong quá trình điều tra, thì mình đợi một vài ngày để mình xem coi nó như thế nào. Đang nói chuyện vui mà tự nhiên nói cái mình nhớ nhớ qua muốn chia sẻ với lại y tá bác sĩ mà. Ở đây thì hình ảnh của một cái người cựu chiến binh, thì ông đã bị coronavirus và đã được chữa khỏi. Thì khi mà ông được đẩy ra đó, ông đứng lên ông nói những cái lời cảm ơn tới các vị y tá bác sĩ cũng rất là dễ thương. I want to thank you from the bottom of my heart for all the work that you have done. Thank God. Nghe bản thân những người y tá bác sĩ thì họ cũng rất là quý những người mà quân nhân. Cho nên đó, quý vị thấy không, mọi người đều đứng lên và cùng chia sẻ cái niềm vui, niềm hạnh phúc của nhau ha. Có một cái video nữa Lộc mới vừa coi, thì là hai bên, một dàn y tá bác sĩ đi ở giữa, hai bên không phải là những người bình thường mà là những người mặc đồ Superman, mặc đồ Superwoman, coi như là những người mà siêu nhân đó, cúi đầu chào họ. Một hình ảnh quá đẹp. Chắc là dễ thương ha. Nhiều khi mấy cái người mà ở ngoài ta vô người ta để cảm ơn, có thể là thân nhân của người bệnh, họ phối hợp với nhau để hóa trang thành những người Superman, những người siêu nhân. Có nghĩa là những người đó mà còn phải cúi đầu cảm ơn với lại y tá bác sĩ nữa ha quý vị. Còn đây cũng là một cái hình ảnh vui vui là ở trong Walmart nè. Có cái bà này bà lại qua đứng gần ta quá, cái ông nhân viên lấy thước đo cho đứng cách xa. Bà gây quá, bà gây ý bà là tại sao không có tách người kia mà lại tách bà, là giống như là nói lỗi của bà. Thì ông này ông mới nói là bà là cái người bước tới, còn ông kia ông đang đứng một chỗ, bà là người bước tới cho nên phải đẩy bà ra. Vậy mà gây la sùm á. Thì đó. Hôm qua Hồng Loan có đọc một cái tin mà nói về đời sống vợ chồng khi mà trong mùa cách ly có nhiều ông có bầu nhí, nguy hiểm lắm. Mà lúc mà từ cái vụ cách ly này là bị bể nha quý vị, là tại vì đi vô trong toilet tắm mà tắm hoài không thấy đi ra, mà khóa cửa kín mít, nước thì dặn xối xả mà tắm hoài vậy đó. Cuối cùng đó, bà vợ bà mới tìm hiểu ra được là vô để mà nói chuyện hay là nhắn tin với bồ. Đó, rồi nhiều khi rồi iPad đó, iPhone để cái con nó chụp nó chơi á, chụp nó chơi, nó bấm nó chơi, cái tự nhiên tính tôn có một cái tin nhắn của bồ nhắn vô. Không mà chuyện thiệt luôn á. Rồi có nhiều vụ mà đưa ra ly dị tranh cãi nhau là cũng vì cái vấn đề đó rất là nhiều đó thưa quý vị. Đứng trong toilet mà nước vậy, ông nói ông đang đứng đục mưa ở đâu. Mưa quá không đi được em ơi. Giống như bữa có cái tấm hình đó, cái bà vợ gọi điện thoại tới hỏi, ủa anh đang đâu? Cái ổng đang trong phòng khách sạn, mà ổng lên ổng mở cái quạt gió mạnh thì mạnh lên, cái quạt thổi thổi nói, anh đang chạy xe ngoài đường, có gì không vậy em? Bà vợ nói, ủa gì hả, thôi đang chạy xe thôi, tắt điện thoại đi chứ để nó bị giật. Mấy ông nó lắm chiêu lắm quý vị ơi. Không biết ông này có chiêu gì không mà nha. Bữa giờ bị cắm gối trong nhà đó, mấy người mà quý vị thấy mà ở trong nhà mà cứ bực tức rồi đi tới đi lui mà kiếm chuyện để mà được đi ra đường đó là nguy hiểm đó nha, coi chừng đó. Anh thấy anh có bực tức gì đâu. Hả? Mà nhiều khi giả bộ kiếm chuyện là anh đi Home Depot, anh đi lô xin mua đồ hay gì đó mình cũng đâu biết được ha. Mấy bà Mỹ ở đây đẹp lắm, mấy bà Mỹ ở đây đẹp lắm. Bà nào cũng bự gấp đôi. Thôi đùa giỡn như quý vị một chút xíu. Thì có nhiều người yêu cầu Lộc phát những cái video của Gia Linh với lại mẹ Hồng Loan với lại bài hát của Gia Linh. Cái bài hát này để Lộc nói trước cho quý vị thôi, cái bài hát vui. Gia Linh thì
tự nhiên Lộc đang ngồi trên máy computer thì Linh nói ba, ba phải viết giùm cho con cái bài này, à, con hát cho thử nha ba nghe nha. Cái nó hát xong cái Lộc đánh cái đàn theo cái nó ba làm nhạc cho con luôn đi. Rồi Linh tự ngồi kế bên Lộc, rồi Linh nói à, ba lấy cái tiếng trống này nè, tiếng đờn này nè, tiếng nhạc này nè, làm giống như ý của nó. Nguyên một bài là tự làm đó nha quý vị. Mặc dù không biết đờn nhưng mà cái ý đưa ra cho Lộc làm, Lộc làm không đúng ý bắt sửa lại. Có nghĩa là Linh viết lời xong Linh hát cái bài đó luôn, chứ Linh không có biết nốt nhạc, Linh hát luôn, thì Linh hát cho ba Lộc nghe để ba Lộc đánh nốt theo đúng cái bài hát của Linh. Rồi xong rồi cái quay nó, ba con muốn làm vậy nè, con muốn làm kia nè, con muốn chui cái bao này, con surprise mẹ. Nói vậy đó, có nghĩa là ý tưởng là của gia Linh hết đó nha quý vị. Mình chỉ là giống như là quay phim mướn thôi nha quý vị. Đạo diễn viết nhạc, đạo diễn ý tưởng, đây là chỉ là người quay phim thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã nghe những lời chia sẻ của Loan và Lộc, và cầu mong cho thế giới chúng ta sẽ được bình an trong một ngày rất là gần ha quý vị ha. Xin chào tạm biệt quý vị và chúc sức khỏe tất cả mọi người nha, tất cả mọi nhà nhiều sức khỏe, nhiều sức khỏe và nhiều sức khỏe. Bye.